Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự và báo cáo tại hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương kết hợp trực tuyến đến 14.934 điểm cầu với hơn 1,2 triệu người ở các đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, các bộ ngành, đơn vị, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị truyền trực tuyến đến 145 điểm cầu trong toàn tỉnh Vĩnh Long, có gần 8.200 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, đại biểu được nghe các chuyên đề, những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 đối với yêu cầu phát triển đất nước và chuẩn bị đại hội lần thứ 14 của đảng. Trong đó nhấn mạnh, những thống nhất chiến lược trong Hội nghị Trung ương lần thứ 10 là để tăng tốc, bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 và chuẩn bị đại hội lần thứ 14 của đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sự đồng lòng, chung sức trong toàn đảng, hệ thống chính trị, thống nhất nhận thức, tập trung mọi nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, khai thông mọi nguồn lực để thực hiện những chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả cao nhất. Yêu cầu phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường để thu hút mạnh mẽ đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Các cấp ủy, các bộ ngành địa phương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng.